Chắc hẳn nhiều người trên thế giới đều khát thông tin về UFO, người ngoài hành tinh, và trong đó có thể có các anh em đang xem clip này. Theo Trung tâm ghi nhận UFO quốc gia ở Mỹ, số lần nhìn thấy UFO trên toàn cầu tăng mạnh hơn trong 3 thập niên qua. Cụ thể, số lần nhìn thấy UFO được ghi nhận trên toàn cầu vào năm 1990 là 319 và con số này tăng lên hơn 8.700 vào năm 2014. Năm 2004, hai phi công hải quân Mỹ khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện ra một vật thể hình thuôn dài, không có cánh, được miêu tả giống như một viên kẹo Tic Tac ở ngoài khơi bang San Diego. Vật thể này dường như lặn xuống dưới mặt nước, nổi lên trên và tăng tốc thoát khỏi tầm nhìn của các phi công tiếp cận nó. Cựu trung úy hải quân Mỹ Ryan Gravett, người đã lái chiếc máy bay chiến đấu F-18 ngoài khơi biển Virginia từ năm 2015 đến năm 2017, cho biết phi đội máy bay chiến đấu của anh đã phát hiện các vật thể bay hình cầu bay trong không phận cấm gần bãi biển Virginia gần như mỗi ngày trong khoảng thời gian này. Những tin đồn liên quan đến UFO, đĩa bay và người ngoài hành tinh bắt đầu rộ lên ở Mỹ vào cuối thập niên 1940 sau sự kiện UFO chấn động thế giới xảy ra ở thị trấn Roswell, bang New Mexico vào năm 1947. Sau sự kiện này, nhiều tin đồn cho rằng Mỹ xây dựng căn cứ bí mật ở vùng 51 để nghiên cứu UFO rơi xuống tại Roswell để lấy công nghệ của người ngoài hành tinh. 5 năm sau khi tiến hành bí mật AATIP, vào năm 2017, chính phủ Mỹ mới tiết lộ về dự án này, và dưới sức ép của công chúng, Mỹ bắt buộc phải công khai hơn 20 nghiên cứu của AATIP về UFO hồi tháng 1 năm 2019. Ngay lập tức, UFO không còn là sự tò mò đơn thuần của những người ủng hộ thuyết người ngoài hành tinh nữa, mà lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, công chúng quan tâm, ý thức được tầm quan trọng của nó, bởi ngay cả chính phủ Mỹ cũng phải mất ăn mất ngủ về UFO, thì không có lý do nào mà UFO chỉ là những tin đồn bán tín bán nghi. Vào năm 2020, số lượng sự việc được nghiêm túc điều tra và chưa thể giải đáp tăng tới 283% so với năm trước, đặc biệt tại thành phố New York. Vào năm 2020, Trung tâm báo cáo UFO quốc gia Mỹ nhận được tới 46 báo cáo nhìn thấy vật thể lạ đáng ngờ trên bầu trời. Đáng chú ý về sự việc xảy ra vào tháng 4, hàng trăm người cũng đã nhìn thấy một vật thể bay rất kỳ lạ ngay tại trung tâm thành phố gần tòa nhà Empire State. Có thể bạn chưa biết thì ngày 25 tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên chính phủ Mỹ công khai chia sẻ những thông tin liên quan đến UFO và UAP. Lầu Năm Góc đã trình lên Quốc hội nước này về báo cáo về các vật thể bay không xác định, được viết tắt là UFO, và các hiện tượng trên không không xác định, được viết tắt là UAP. Các anh nghị sĩ của Mỹ từng cười nhạo khi hỏi về vật thể bay không xác định và sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Nhưng trong bản báo cáo lần này, quả thực khiến họ nghiêm túc xem xét lại sự tồn tại của UFO hay UAP. Những mối lo ngại được xem là vớ va vớ vẩn về một cuộc xâm chiếm xảy ra đến từ người ngoài hành tinh nay biến thành lo ngại chính đáng về mối đe dọa an ninh quốc gia mà cơ quan tình báo Mỹ lâu nay vẫn cố tình lẩn tránh. Dưới tiêu đề đánh giá sơ bộ hiện tượng trên không không xác định, văn kiện dày 9 trang cung cấp cho Quốc hội Mỹ thông tin sơ bộ cách thức chính phủ nước này đã xử lý, một báo cáo đầy đủ hơn về những gì giới chức Mỹ biết về UFO. Báo cáo nêu rõ 143 trên tổng số 144 thông tin kể từ năm 2004 tới nay vẫn nằm ngoài lý giải của chính phủ Mỹ, không ngoại trừ khả năng có người ngoài hành tinh. Bản báo cáo này không đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho 144 vụ việc. Lầu Năm Góc cũng không đưa ra kết luận rằng UFO này là người ngoài hành tinh từ thế giới khác đến thăm những người anh em trên trái đất để chứng minh cho anh em thấy loài người không hề cô đơn trong vũ trụ. Có 18 hiện tượng được miêu tả trong 21 báo cáo cho thấy năng lực công nghệ mà con người trên trái đất hoàn toàn chưa được biết tới, như việc các vật thể di chuyển không cần lực đẩy hoặc tăng tốc giảm tốc nhanh hơn bất kỳ một thiết bị nào hiện nay trên thế giới có thể thực hiện. Nói đi thì cũng phải nói lại, việc Lầu Năm Góc có cung cấp thông tin những bằng chứng xác thực nhất về UFO hay không cũng không thể thay đổi suy nghĩ cố hữu của nhiều người về vật thể bí ẩn, công nghệ cao mà có thể ở thế giới khác thoát ẩn thoát hiện trên trái đất. Việc Mỹ nửa kín nửa hở về UFO và người ngoài hành tinh có thể nhằm mục đích riêng. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều phát minh đã đi trước sự hiểu biết của khoa học công nghệ thời đại. Matthew Hirsch, giám đốc lịch sử khoa học công nghệ tại Đại học Harvard, nói với tạp chí Popular Machinic: với công nghệ tàn hình, quân đội Mỹ có thể phát triển nhiều thế hệ máy bay tàn hình đầu tiên trên thế giới. F-117, Nighthawk
và điều này dẫn đến nghi vấn rằng phải chăng Mỹ có một bí mật nghiên cứu UFO, sau đó nắm giữ độc quyền công nghệ của người ngoài hành tinh để giữ vững vị thế độc tôn. Anh em nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại comment ở bên dưới để Linh Kiện RC được biết. Và đừng quên hãy ấn like, share và subscribe kênh của Linh Kiện RC để đón xem các bản tin tức cập nhật mới nhất nha anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều.